Đi lụm là chiếc xe này chú lụm của ai? Dạ, lụm ở đâu? Ai cho? Cái này hả? Cái này, cái xe này là xe của người được Mạnh Thường Quân lâu lắm rồi. Cho chú hả? À, cho cái xe này cũng chịu hơn rồi. Xe này xe ấy mà. Rồi. Bây giờ là tôi lấy cái xe này tôi hoạt động trong một vài chợ đầm. Rồi. Xin thân ái mến chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo ở trên kênh Đời Sống Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đang có mặt ở đây là khu vực cuối Bạch Đằng quý vị nha, chạy ra hướng đường Nguyễn Trãi. Cập nhật quý vị tình hình Nha Trang chiều hôm nay, một buổi chiều mát mẻ ha, trời không mưa. Có thể nói sáng ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời quý vị. Từ sáng tới chiều, thời tiết thuận lợi, khá là phù hợp ha, khá là thuận lợi cho một ngày cuối tuần nắng đẹp. Tha hồ mà đi du lịch các nơi, đi tham quan của thành phố quý vị. Đây là khu vực giao với Nguyễn Trãi nha quý vị nha. Chúng ta sẽ đi về hướng Nguyễn Trãi, chạy về hướng ngã tư Nguyễn Trãi và Trần Nhật Duật. Bên này có chiếc xe một chờ đẹp quá quý vị. Biển số VIP luôn, 79A. Chiếc xe này thì phải nói là tính bằng bạc tỷ quý vị ha. Thế mới nói là có những người thì khó khăn vất vả biết bao nhiêu hả? Bên cạnh đó thì cũng có những hoàn cảnh phải nói là quá sức giàu có. Ra đường thì quý vị thấy không? Nhiều cái hoàn cảnh lắm quý vị. Cuộc sống này còn khá nhiều điều vất vả lắm. Ra ngoài đường thì mới thấy được quý vị nha. Bây giờ mà người ta đi chơi, bây giờ người ta đi nghỉ ngơi thì lại có những người phải đi lượm ve chai, phải có những người phải đi lượm giấy, lượm từng tế bị cái chai quý vị để mà mưu sinh. Cuộc sống nó như vậy đó quý vị. Nha Trang vẫn luôn còn đó những hình ảnh đẹp, và bên cạnh đó vẫn có những hoàn cảnh rất là bất bi đát. Quay trở lại với câu chuyện hôm nay, chúng ta vẫn đang tiếp tục trên con đường Nguyễn Trãi hướng về khu vực ngã tư Nguyễn Trãi và Cao Bá Quát. Giờ này thì đường phố tấp nập lắm, các bác xích lô là cũng chuẩn bị là xuất phát để di chuyển, đi kiếm khách để chở đấy quý vị. Cứ vào những buổi chiều thì những bác xích lô điện là tập trung rất đông ở khu vực bên khu đô thị Hà Quang đấy, khu đô thị Hà Quang Lê Hồng Phong 2 đấy, gần chỗ đường Thích Quảng Đức đấy quý vị. Sau đó thì sẽ chở khách đi dạo quanh các con đường con phố tại Nha Trang. Thì hôm nay thì cũng có một ông chú lớn tuổi ha, sống ở Hoa Kỳ, cũng điện thoại cho em muốn tìm lại căn nhà xưa. Thì rất là vui mừng là mình đã tìm được quý vị, cũng như là cùng với chú về thăm lại ngôi trường xưa khá là lâu, ngôi trường Du Xe Nghĩa Thục từ những năm 60 quý vị nha. Phía trước có một sư bán bánh ít ha. Sư này thì bán rất là nhiều ở các nẻo đường tại Nha Trang. Ngày thì đứng đường này, ngày thì đứng đường khác quý vị. Em sẽ rẽ về hướng Trần Nhật Duật, chạy về hướng Cửu Long nha quý vị. Quay lại câu chuyện của ông chú ở Hoa Kỳ thì là rất may là chiều nay em đã tìm được cho chú cái căn nhà xưa, và cái ngôi trường của chú cũng đã ghé thăm. Người ta nói là cứ tuổi già thì lại quay về với nguồn cội ha, lại muốn quay trở về tìm về những cái gì xưa cũ, những cái gì từ ngày thời thơ ấu. Chú ra đi từ năm 10 tuổi đó quý vị, và định cư tại Hoa Kỳ đến hôm nay rất là lâu đời, rất là lâu năm. Mà bây giờ thì muốn quay trở về tìm lại những cái điều xưa cũ đó. Em rất là vui mừng ha, khi mình là chiếc cầu nối để đi tìm lại những cái điều xưa, những cái điều mà đã gắn bó với chú một cái tuổi thơ, từ ngày nhỏ còn nhỏ quý vị. Bây giờ ngoảnh đầu thì đã lên chức ông rồi, ngoảnh đầu thì đã ngoài 70. Thật sự là
thời gian không chừa một ai quý vị. Qua câu chuyện đó thì cũng để lại cho chúng ta biết bao nhiêu điều phải suy nghĩ phải không quý vị? Rất nhiều chuyện phải chúng ta phải biết và sẽ thấy và sẽ suy nghĩ nhiều quý vị nhé. Xin chia sẻ với quý vị như thế. Em sẽ rẽ về hướng Cửu Long nha quý vị nhé. Đi về hướng chợ Đồng Nai. Hay xem chợ chiều có gì hay không quý vị. Sau đó thì sẽ quay ngược ra lại Lê Hồng Phong và chạy về hướng Mã Bọc. Giờ này thì phố xá lên đèn ha, các cái quán nhậu cũng bắt đầu là rục rịch ha, chuẩn bị chén bát bia đá ha, để mà cho một buổi nhậu buổi tối. Nha Trang thì quán nhậu rất là nhiều đấy quý vị. Cà phê với quán nhậu ở Nha Trang thì phải nói là phủ phê luôn, rất là nhiều. Bây giờ là 5:30 chiều ngày mùng 3 tháng 11 năm 2024, chiều ngày thứ ngày Chủ nhật. Và em đang có mặt trên con đường Cửu Long hướng về ngã ba Lê Hồng Phong. Xin chúc quý vị một buổi tối thật là vui vẻ ha. Giờ này chắc có lẽ là quý vị mà đi làm thì cũng chắc có lẽ cũng đang trên đường về nhà. Hoặc là một số thì đã về đến nhà và chuẩn bị tắm rửa ăn cơm rồi ha, bên mâm cơm gia đình. Xin chúc quý vị thật là dồi dào sức khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn. Trên Đời Sống Nha Trang, Phong Kính TV sẽ thường xuyên đồng hành với quý vị trên mọi nẻo đường và gửi đến quý vị những hình ảnh đời thường diễn ra thường ngày quanh các con phố tại thành phố biển Nha Trang. Khu vực nhà thờ Tinh Lành ha, cuối đường Cửu Long. Đối diện bên kia là ngôi thánh đường Giáo xứ Phước Hòa đấy quý vị. Nằm phía bên kia đường của đường Lê Hồng Phong. Chúng ta sẽ di chuyển nhanh qua hướng Phong Châu và phía chợ Đồng Nai đấy quý vị. Hôm nay Chủ nhật ha, thánh đường nhà thờ Bác Phước Hòa có thánh lễ. Bây giờ là giờ tan tầm buổi chiều đây quý vị. Giờ này cũng là giờ người dân đi làm về. Đó, người thì đi làm hối hả về nhà ha. Ai cũng phải thật sự nhanh để quay trở về với máy ấm của mình. Đây quý vị. Ở đây có một bà cô ngồi bán đồ ăn ở đây. Em sẽ di chuyển về hướng ngã tư Mã Vòng nha quý vị nha. Vừa rồi tính ghé về chợ Đồng Nai nhưng mà chợ giờ này cũng khá là vắng quý vị. Chúng ta sẽ quay về hướng Mã Vòng. Nói là rất đông xe luôn, tối Chủ nhật nữa, thành ra rất là rộn ràng. Ồ, chiếc xe kia nó chuẩn bị qua đường quý vị, ta phải vọt qua nhanh thôi. Đèn đỏ mà nhiều người vẫn cố vượt quý vị nha. Không hiểu sao người ta suy nghĩ như thế nào á. Ta nói là nhanh một phút mà chậm một đời. Mình cứ tuân thủ đúng luật giao thông đi. Đường đèn đỏ thì chúng ta nên dừng lại, tuân thủ, chứ chúng ta vượt lên một chút xíu để làm cái gì. Hãy nhanh chút xíu thôi nhưng mà sẽ gây tai nạn cho chính bản thân mình không nói mà còn ảnh hưởng đến người khác nữa. Nhiều khi là nói ra thì không biết phải nói thế nào á, nằm ở ý thức thôi quý vị. Em đang di chuyển trên đường Lê Hồng Phong hướng về khu vực Mã Vòng nha quý vị ha. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi các video trên kênh Đời Sống Nha Trang. Em sẽ thường xuyên cập nhật đến quý vị các cái thông tin thường ngày ha, về đường phố cũng như cảnh quan và các cái sự kiện diễn ra tại thành phố biển Nha Trang. Và khi có thông tin gì mới thì em sẽ cập nhật ngay cho quý vị trên các video. Giờ này thì các cái công ty vật liệu xây dựng, các cái cửa hàng ở bên đường Lê Hồng Phong người ta đóng cửa gần hết rồi, chỉ còn một số mở cửa thôi.
tối chủ nhật, thành ra các cái cửa hàng người ta cũng về sớm quý vị, cho nhân viên nghỉ sớm cuối tuần. Giờ này thì quý vị biết ở đâu đông không? Chỉ duy nhất quán nhậu là đông thôi. Cuối tuần thì anh em lại lai rai ha, lai rai vào quán làm lai rai một vài chai. Ra đường thì quý vị thấy là hoàn cảnh này hoàn cảnh kia ha. Đấy, có người giờ này còn đi lượm dây chai nè quý vị, đi mua dây chai, chỗ này có một cái vựa dây chai lớn đó. Và cứ vào buổi chiều thì các người buôn dây chai người ta sẽ tập kết tại đây để mà bán quý vị, bán cái số dây chai đó về cho cái vựa dây chai đó, người ta sẽ trả tiền ha, cho những người đi bán lẻ đó, những người đi gom thu gom lẻ đó, tập kết tại đó. Giờ này thì hầu như tất cả đều quay trở về các cái vựa để mà bán dây chai, giấy nè, lon bia nè, chai nhựa, nói chung là rất nhiều thứ quý vị. Khu vực Mã Vòng quý vị, bây giờ là 6 giờ kém 15 tối. Khá là tấp nập quý vị nha. Em sẽ di chuyển về hướng Trần Quý Cáp. Quá trời xe luôn quý vị, quá sức là tấp nập. Bây giờ ra đường thì taxi điện cũng chạy ầm ầm, taxi dầu xăng cũng chạy quá trời quá đất. Bây giờ sự cạnh tranh hết sức là khốc liệt. Nhiều khi gọi điện thoại thì người ta đến tận nơi rồi, nhưng mà chèo kéo giành khách dữ lắm quý vị. Công viên Trần Đường ha, công viên Võ Văn Tý. Đây con chú ngồi đây ạ. Cơm nè, chào chú. Em đang đứng đây là khu vực một bên mã và khu vực Phương Xài này quý vị nhá. Nó đi ngang đây thì gặp ông chú đang ngồi ăn cơm ở đây quý vị nè. Ngồi ăn cơm có mình ở đây thôi. Đây là khu vực Phương Xài đó quý vị. Đó, chúng ta sẽ tới hỏi thăm chú xíu nha. Con chào chú. Con đi ngang thì thấy chú đang ăn cơm. Chú ăn xong chưa? Dạ, ăn đây. Mới ăn xong hả? Có Mạnh Thường Quân á. Con chỉ là cầu nối thôi. Đi ngang thấy chú thì con gửi chú 100 ngàn. Nha. Chúc chú nhiều sức khỏe nha. Chú tên gì? Dạ chú ta cho chú hả? Dạ. Chú tên Thanh. Chú Thanh hả? Chú Thanh hả? Dạ. Có chú điện thoại có gì ủng hộ chú khá khá, chú ở nhà mướn. Không, con thì không phải ai cũng cho, chỉ là hoàn cảnh nào thì con thấy là con gửi được thì con gửi thôi. Dạ. Trên đường con đi con thấy ủng hộ chú có tiền muốn nhà cho nhỏ nhỏ. Chú đang đi làm cái gì? Dạ. Chú đang đi làm cái gì? Con thấy chú đó, dẫn đó, chú dẫn chai đó. Giờ này sao chưa tới vựa bán? Giờ tối quá nó đâu có mua. Rồi, cái xe của chú nè cả nhà. Xe cho chú à. Đó, cái xe nè. Đó, cái xe chú dây chai đó. Con hay gặp chú trên đường lắm. Con đi đường phố con gặp hoài à. À vậy nhưng mà lần này con mới ghé lần đầu. À vậy hả? Cố
bữa nào chú nhớ, tôi không nhớ chú. Dạ hôm nào thì con đi ngang thì con ngày gặp chú sau ha. Dạ ăn cơm không chưa, ăn cơm dạ. Cái gì vậy? Dạ từ thiện nó cho chú à, cơm từ thiện cả ngày nhận á đúng không? Nó cho con từ thiện vậy hả? Rồi ok, uống nước chưa, có nước rồi chưa? Dạ, có nước hả? Nè, dạ. Chú Thanh dạ. Nha quý vị, chú Thanh nha. Dạ thôi cảm ơn chú nhiều, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ, à chú cảm ơn Mạnh Thường Quân đi, người ta gửi cho chú đấy. Rồi chúng nếu cho tôi gửi, xin gửi Mạnh Thường Quân ủng hộ giúp đỡ tôi, rất cảm ơn. Giờ, à. Giờ tôi già quá không có việc làm, đi làm dê chai khổ quá chú. Rồi cảm ơn chú rất nhiều. Đi lượm là chiếc xe này chú lượm của ai? Dạ, lượm ở đâu? Lượm ai cho? Cái này hả? Cái này cái xe này là xe của người được Mạnh Thường Quân lâu lắm rồi. Cho chú hả? À, cho cái xe này cũng chịu hơn. Cái xe là xe ấy mà. Rồi. Bây giờ là tôi lấy cái xe này tôi hoạt động tôi ra chạy đầm. Rồi. Cầu chiều tôi đã đi xuống dưới này đó, đường Thống Nhất á. Tôi bắt chó xanh á, tôi đi đường Thống Nhất này xuống dưới đó nghe đèn xanh đèn đỏ đó nha. Rồi. Là tôi đi giờ đến 11 giờ đêm tôi mới về. Quá sức phục quả. Thôi con xin phép con đi đã. Tôi hẹn chú gặp lần sau. Con mới nhà máy Cola ở miền Nam Tây cùng các cục thông tức tổ đang chứng tỏ rằng chiếc xe đẹp không hợp tác trong mọi nỗ lực để đảm bảo một người đi thắng. Ta vừa ghé vào khu vực chỗ ngã tư Phước Sài đấy quý vị, đây là công viên 23 tháng 10, công viên Võ Văn Ký đấy quý vị nha. Buổi tối thì ở công viên này người ta ngồi chơi ngắm cảnh rất là đông, mát mẻ lắm. Ngày trước thì công viên không có được sạch đẹp như thế này đâu, bây giờ thì quá sạch rồi. Xin cảm ơn anh Mạnh Thường Quân nha, một người đã rất là đặc biệt quý vị, có gửi gắm cho em một chút xíu yêu thương quý vị, thì em sẽ lại đồng hành trên các nẻo đường ha, để gửi gắm đến những hoàn cảnh khó khăn, cũng ít lòng nhiều quý vị nha, một chút xíu gì đó thôi, gọi là chia sẻ với nhau, em chỉ là chiếc cầu nối ha, chiếc cầu nối mang những cái yêu thương đó đến với những bà con, những người khó khăn vất vả mưu sinh trong cuộc sống ha. Như ông chú chúng ta vừa gặp vừa rồi đó, em đã gặp rất nhiều lần trên đường nhưng chưa lần nào ghé vào hỏi thăm cả. Chú thì đi lụm từng cái bịch ly lông quý vị, lụm từng cái bịch ly lông luôn quý vị nha, chứ không phải từng cái chai nước bằng từng lon bia đâu quý vị, nó thảm đến mức độ như thế. Đi lụm những cái bịch ly lông mà người ta gói quà, người ta gói đồ ăn, người ta quăng ngoài đường đó, nó bay đó, thì chú lại đi lượm từng cái bịch đó, ghim lại một bó như vậy. Thì chú tưởng, các quý vị có tưởng tượng một bó bịch ly lông thì nó nặng bao nhiêu ký nhựa quý vị, nó không đáng bao nhiêu luôn quý vị nha. Đó, nhưng mà ngày nào vẫn cứ như vậy đi lượm như vậy và gom lại thành một cột xung quanh chiếc xe máy mà người ta cho chú đó, đầy nhóc như vậy đó, rồi chở đến cái nhựa da chai để bán. Xin lỗi quý vị, này không bao nhiêu tiền cả. Đó, thế nhưng mà vẫn mưu sinh qua ngày. Cơm thì ăn cơm từ thiện, nhận cơm từ thiện quý vị nha, lấy tiền đâu ra mà chi phí này kia, người ta rất là khó khăn quý vị. Em cũng muốn gửi gắm nhiều hơn á, nhưng mà bổ ích lòng nhiều quý vị nha, còn nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Đó, thì trên những cái chuyến đi ngoài đường gặp được như thế nào thì em sẽ cố gắng hơn. Đó, nhưng mà cũng xin cảm ơn anh, một anh Mạnh Thường Quân ở Hoa Kỳ ha, anh đã rất là rộng tay và hảo tâm, gửi những tấm lòng hảo tâm của mình đến với những bà con nghèo tại Nha Trang. Em chỉ là chiếc cầu nối thôi quý vị, chỉ là chiếc cầu nối thôi, mang những yêu thương đó đến với những người nghèo. Xin cảm ơn anh, chúc anh và gia đình thật là dồi dào sức khỏe ha, và luôn mạnh khỏe, vui vẻ, an lành. Chúng ta đang di chuyển tiếp tục trên con đường Thái Nguyên, con đường đại lộ Gia Long ngày xưa quý vị. Hướng đi về đây là khu vực ngã 6 nhà thờ đá Nha Trang. Hiện tại bây giờ là 6 giờ tối rồi quý vị nha. Giờ này thì nhà thờ đá chuẩn bị có thánh lễ cuối cùng, thánh lễ tối vào lúc 6 giờ 30. Có lẽ em sẽ cùng quý vị chúng ta đi một vòng ra đến vòng về Nguyễn Trãi đi, vòng về hướng Nguyễn Trãi ngay nhà thờ đá, đứng ngay nhà thờ đá cho quý vị xem chút xíu thì chúng ta quay về hướng Nguyễn Trãi. Đây, chỗ vị trí chỗ này cũng có nhiều người khổ lắm này quý vị. Có bà cô ngồi đây suốt thôi nè, có bà cụ ngồi đó đó quý vị. Hẹn có dịp nào em sẽ ghé.
tối nào cũng ngồi đó hết. Giờ này thì bên nhà thờ đá là chuẩn bị có thánh lễ cuối, thánh lễ bây giờ buổi tối quý vị, 6 giờ rưỡi tối. Đó, em sẽ đứng ở đây quý vị. Đó, bây giờ là 6 giờ tối quý vị. Chuông nhà thờ đá đã điểm 6 giờ. Quá đẹp phải không quý vị? Đây quý vị, chúng ta sẽ di chuyển tiếp nha. À, nhà thờ đá đổ chuông rồi. Đúng 6 giờ tối quý vị nha. Tiếng chuông nhà thờ chánh tòa nha ta. Tuyệt vời phải không quý vị? À, một quả chuông đôi rất là đặc biệt ở trên ngôi tháp chuông của nhà thờ đá Nha Trang. À, ngôi cái tháp chuông, cái quả chuông này là được mang từ bên Pháp qua rồi quý vị nha. Rất là đặc biệt luôn. Tiếng chuông đôi rất là hay quý vị. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển về hướng đường Nguyễn Trãi. À, quý vị đi nhà thờ đá nhiều lần nhưng mà quý vị có biết không? Có một ngôi mộ nhỏ nằm phía đường, phía dưới đường đi lên núi nhà thờ đá, ngay chân núi đó quý vị, ngay chân cổng đi lên đó. Đó chính là của mộ cha Louis Vallée, một người Pháp, người đã có công đặt viên đá đầu tiên và xây dựng nhà thờ chánh tòa Nha Trang ngày nay. Ngày xưa thì khi đặt chân đến Nha Trang, cha Louis Vallée là phụ trách ở giáo xứ Chợ Mới. Nhưng sau đó thì ngài muốn xây dựng một ngôi thánh đường đẹp hơn, rộng rãi và khang trang hơn, nên đã chọn ngay chỗ nhà thờ núi này, ngay chỗ khu vực Hồng Núi Một này, và xây dựng nên một ngôi nhà thờ thánh đường, nhà thờ đá như ngày hôm nay. Và chúng ta có bao giờ biết có một ngôi mộ của ngài, một ngôi mộ nhỏ nằm phía dưới đường đi lên đó quý vị nha. Louis Vallée, linh mục người Pháp, là người đã có công xây dựng nên ngôi thánh đường, nhà thờ chánh tòa ngày nay, và đã trở thành một cái công trình biểu tượng tại khu vực Cả Sáu nhà thờ đá Nha Trang quý vị. Rất tuyệt vời. Em đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi quý vị nha. Rồi, để về hướng Bò Trướng nha. Lại một vòng ra chợ sắp mới xem giờ này thế nào. Sau đó thì kết thúc video chiều Chủ nhật ha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quán cá nướng này quý vị, quán cá nướng này đông khách lắm, đặc biệt là vào giờ khuya, khoảng tầm 9 rưỡi 10 giờ đó. Bảo đảm với quý vị đi ngang đó là kín bàn luôn. Quán nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đặc biệt là khách người ta ăn rất là đông. Mê lắm quý vị. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển nhanh qua hướng chợ Sông Mới nha. Tư này thôi cũng đông xe vô cùng nha, đông xe khủng khiếp lắm chứ đâu phải đơn giản. Đây một vài hình ảnh cho quý vị xem ha, Nha Trang tối Chủ nhật. Hôm nay chúng ta không dạo phố Tây mà đi vòng vòng quanh khu vực trung tâm thôi. Khoai lang lắc đông khách dễ sợ luôn. Cái quán khoai lang đó quý vị biết không, khách hàng cũng mê lắm quý vị. Ngã tư Ngô Gia Tự, Võ Trứ ha, con đường Nguyễn Hoàng ngày xưa. Có thể nói là ngày trước thì theo những lời kể của những bậc tiền bối ha, thì khu vực Sông Mới này chỉ là một bãi cát, khu vực rất là thưa dân từ những năm 60. Bây giờ thì quý vị thấy không, trở thành cái vùng trung tâm của thành phố Nha Trang, của những tòa khách sạn cao ốc, của những tòa nhà, của những khu dân cư sầm uất. Nhưng qua những lời kể của những bậc tiền bối thì chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi chóng mặt, sự thay đổi không thể diễn tả nổi ha. Thành phố Nha Trang bây giờ khác hẳn ngày xưa rất nhiều. Những chú, những bác lớn tuổi ha, quay trở về Nha Trang thì đã không còn thể nào nhận ra được quý vị. Như ông chú hồi chiều mà em đã ghi hình cho quý vị xem một cái video đó, chú đã không còn nhận ra được cảnh xưa. Mặc dù qua những hình ảnh em gửi qua thì không thể nào nhận ra được, mà cũng không biết là cái khu vực đó là như thế nào luôn quý vị. Quá sức thay đổi luôn.
Thôi, em xin tạm dừng video chiều hôm nay ha. Xin mến chúc cả nhà và quý vị một buổi tối bình an. Em sẽ còn trở lại trong các video đường phố tiếp theo. Chào tạm biệt. Quý vị nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.